Chào tất cả các bạn, chào tất cả anh chị. Hôm nay mình chia sẻ, mình hướng dẫn đến các bạn của anh chị chơi điệu bossa nova nha bạn. Điệu bossa nova là một điệu rất hay, được nhiều người giới trẻ yêu thích và người lớn tuổi ta cũng thích nữa các bạn. Điệu bossa nova này nó cũng cùng cái trường phái gần giống như bolero, rumba và cha cha. Bossa nova này nó nhanh hơn rumba, chậm cha cha. Tiết tấu của bossa nova này có những cái đảo phách, nghịch phách rất là hay các bạn. Đó. Rồi mình vô tập để mất thời gian các bạn ha. Mình chia sẻ các bạn hai cách đệm bossa nova. Mình chia sẻ một cách mà các bạn dễ tập nhất. Anh em nào mà coi video này mình nghĩ cố gắng tập thì sẽ đánh được cái điệu này. Đây các bạn, đây cái cách đánh thứ nhất. Cách đánh này là cách đánh chủ đạo của điệu bossa nova, là cái đánh mà ai mình đánh được cách này nhuần nhuyễn rồi thì bắt đầu những cách sau mình đánh được hết bạn. Sau là nó chỉ biến tấu ra một tí thôi chứ chẳng gì hết. Cái cách này là cách, nếu mà các bạn đánh nhuần nhuyễn cách này thì bạn đang chơi hàng trăm hàng ngàn bài điệu bossa nova. Nó tiếp bossa nova này nhớ nhịp 4-4 nha bạn. Nhịp phách 1, phách 2, phách 3, phách 4, 1. Trong quá trình để mình cố gắng mình nhịp cái chân để cho nó quen, chơi nhạc mà phải vững nhịp, vững phách cho bạn thì nó mới hay. Chứ mà mình không vững nhịp, vững phách thì mình để người ta ra khó khăn lắm nha bạn. Đó. Rồi, thì cái tiết tấu nè. Bùm, chách, bùm, bùm, chách, nghỉ, chách, bùm, chách, bùm, bùm, chách, nghỉ, chách. Bùm các bạn, lúc mình đánh mình nhớ dịp dòi cho mà nè, rồi mình đánh cho cái 2-3 nè. Bùm chách, bùm bùm chách, nghỉ chách, bùm chách, bùm bùm chách, nghỉ chách, bùm. Tức là phách 4 này không có đánh, nhịp xuống cái mà không đánh nè. Bùm là phách 1 nè, cái bắt đầu qua phách 2 nè. Chách, bùm bùm, rồi phách 3 chách, gãy phách 4 nè. Chách, bùm chách, bùm ha. Chách, bùm bùm chách, nghỉ chách, bùm. Phách 1, phách 2 đánh với chách nè. Bùm bùm qua phách 3, chách nghỉ qua phách 4, chách bùm. Tức là phách 4 này chữ xanh này là không có đánh nha. Nhịp dò xuống mà không đánh. Bùm chách, bùm bùm chách, nghỉ chách, bùm. Rồi các bạn chụp lại cái hình này để các bạn trong quá trình tập mà có gì trục trặc còn kỹ lên chụp đánh nè. Đó cái phách nó có 4 phách đó, nhịp bó sao là nhịp 4-4. Rồi mình vô đánh nè các bạn. Mình minh họa ở cái tông la thứ, mình chuyển qua rê thứ, qua mi đúng qua 17 ha, 1-4-5 ha, la, rê, mi cho các bạn dễ tập các bạn ha. Các bạn nào chưa tập hồi không chặn được dẫn tập ở đây, chứ ở trong hồi chặn này dự bạn đánh không được. Rồi, ví dụ như là 2-3 nè, bùm bùm, mình đánh cái bát, la, bùm. Trong bossa nova, cái công thức mà để bỏ bát của nó là 1 và 5. 1 là chủ âm, thí dụ la thứ thì cái bát, cái gốc của nó là cái bậc 1 là la ha. Bậc 5 của nó là cái gì, rất là dễ tính, la si đô rê mi. Bậc 5 nó là mi, vì nó có gồm có bát la và bát mi. Thì mình yêu 2-3 la chách mi mi chách nghi chách la là bùng chách bùng bùng chách nghi chách bùng chách mi mi chách nghi chách la chách mi mi chách đây nốt mi. Ở đây ở dây 6 mình nốt mi. Mình có thể mình mi chách mi mi cũng được ha, chách mi mi cũng được nhưng mà hàng đó. Ví dụ như nè. 2-3 la chách mi mi chách nghi chách la chách mi mi chách nghi chách la. Hay là bạn không dùng cái bát mi này mà dùng bát mi vẫn được. Nó cũng là bậc 5 của la. 2-3 la chách mi mi chách nghi chách la chách mi mi chách nghi chách là bạn hiểu rồi ha. Rồi ví dụ qua rê thứ thì nó thì đương nhiên cái nó rê này là nó gốc là bậc 1 rồi, bậc 5 là cái nó nào, rê mi fa son la, bậc 5 là nó la. Ở đây có nó la nhưng mà ở đây nó là cái dây 4, nếu mình đánh bass thì nghe cái tiếng nó mỏng lắm, này nó tép quá, mình mới né lại qua cái dây 5 này để dây 5 buông có nó là ha. Thì vậy thì mình đánh ha, rê chách la chách đi chách rê chách là chách đi chách rê chách là chách đi chách rê. Nhớ nhịp dò bạn, dù 2-3 rê nhịp cái chách nghĩ cái nhịp cái là chách nghĩ chách rê nghĩ cho em phách 4 á, rê chách là chách đi chách rê chách bùm bùm chách đi chách rê chách bùm bùm chách đi chách rê ha. Rồi qua mi 7 hoặc mi trưởng, vậy cái nốt mi đương nhiên là bậc 1 rồi. Bậc 5 của cái tông mi thứ hoặc mi trưởng của mi 7 là cái nốt nào, mi fa son la si, đúng cái nó là nốt si mình có đây này bạn. Đây mi nè,
ở dây 5 nè, ngón 2 mình nè, bấm vô dây 5 này đó là nó si rồi. Mi nè, si ha. Đó, thì có hai bar đó rồi. Qua ví dụ qua mi trưởng qua mi 7 mình nè. Mi cách si cách mi cách mi cách si cách mi cách mi. Nốt mi này cũng là cái nốt gốc của mi trưởng của mi 7 hoặc là nó mi cũng được. Các bạn muốn dùng mi thôi nha. Như là mi cách si cách mi cách mi cách si cách mi cách mi. Cái nào cũng được ha. Nghe chưa? 5 năm cách nghĩ cách 1, cách 5 năm cách nghĩ cách 1. À, tức là cái nốt này cũng là nốt 1, nốt này cũng là 1. Mình muốn xài nó không được hết bạn ha. Bạn hiểu không? Đó. Ví dụ qua mi trưởng qua mi 7 nè. Nốt bậc 5 là nốt C, nốt gốc là nốt B là 1 đúng không? Thì mình ví dụ như mình đánh 1 và 5. 2 3 1 là nốt B nè. Mi cách C cách nghĩ cách B, cách C cách nghĩ cách. Mình không đánh mi mình đánh mi cũng được, mi ha. Cao ha, năm thấp quan tám được à, chủ âm vậy một ha, cao hay là một thấp quan tám cũng được rồi. Và lại nha, bây giờ nè mình điểm cứ hai hoặc hai ô nhịp mình chuyển một lần ha, hai ô nhịp chuyển lần từ la qua rê qua mi nha, cho bạn coi nha. 2 3 la mi cách mi cách la cách mi cách mi cách rê cách la cách mi cách rê cách la cách mi cách mi cách si cách nghĩ cách mi cách si cách nghĩ cách là gì. Mình không nói mỗi họ ô nhịp mỗi chuyện ha. 2 3 là cách mi bật 1 tính là bạn đã điểm lên. Rồi, qua cách đánh thứ hai. Cái cách đánh thứ như một này, thứ nhất này là các bạn tập nhuần nhuyễn rồi thì mình chơi là ok mà, cái điểm hát là mình điểm bossa nova là ok. Không cần cách thứ hai vẫn được. Nhưng cách thứ hai tại sao có cách thứ hai để mình chia sẻ mình nói các bạn. Cách đánh thứ hai bạn, nó cũng giống cách đánh thứ nhất là trốn hai cái nốt bass. Thí dụ như cách thứ nhất nè, bùm chách bùm bùm chách nghĩ chách bùm chách bùm bùm chách nghĩ chách bùm nào. Ở đây hai cái mấy cái xanh này là không đánh nhưng mà là nghĩ á, là hai cái nốt bass bùm bùm này mình trốn. Bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm. Tức là nó cũng y như kia, nó biến tấu ra nó trốn hai nốt bass ha. Bùm chách nghĩ chách bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm. Nghĩ là không đánh gì hết nha. Bùm chách nghĩ chách bùm chách chách nghĩ chách bùm chách 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 bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm. Tức là nghĩ là không đánh, chứ nghĩ là không đánh nha. Cái phát ba này không đánh nè, vừa nửa cái nửa phát hai qua phát ba không đánh gì hết, rồi ngay cái phát bốn không đánh gì hết. Bùm chách nghĩ chách bùm ha. Thay vì cách một là bùm chách nghĩ chách bùm chách bùm bùm chách nghĩ chách bùm. Cách thứ hai này cũng giống như biến tấu trốn hai nốt bass. Bùm chách nghĩ chách bùm chách nghĩ chách nghĩ chách bùm. Rồi mình lên cái đàn luôn, các bạn chụp lại để mình trong quá trình tập mà không nhớ thì coi cái phách này mình đánh với cái khẩu quyết mình đánh. Rồi nè các bạn, dù nè, dù như hồi nãy cái cách 1 nha. Cái thứ hai mình trú 2 nốt bass.
nghĩ nghĩ chát nghĩ chát bùng chát nghĩ nghĩ chát nghĩ chát bùng. Chát nghĩ nghĩ chát nghĩ chát bùng 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 chát nghĩ nghĩ ăn lộn bùng chát nghĩ nghĩ chát nghĩ chát bùng chát nghĩ nghĩ chát nghĩ chát bùng. Mình không nói nha, nói mình đánh bị lộn rồi, giờ mình không nói nữa. Hai ô nhịp mình chuyển một một lần ha. 2 3 Tại sao phải có cách hai này? Cách một đánh là quá đầy quá hay rồi. Tại vì các bạn, khi mình chơi một cái đàn, mình điểm mắc co, ai đó hát, mình đánh cách một, các bạn đừng đánh cách hai nữa, bị trống. Cứ đánh vậy là ok. À, mình chơi bossa nova mà đánh cái cách một, mà nếu mình chơi một mình. Đó, mình chơi một cây đơn, một mình điểm cho người ta hát, đánh cách một là ok. Hạn chế đến cách hai đánh vẫn được nhưng mà nó bị trống. Rồi tại sao có cách hai này? Khi mà mình chơi lên băng nhạc, mình là người ở điểm cái đờn solo hay là co ha, mình điểm cái điệu bossa nova này, nếu các bạn đánh vậy nó sẽ trùng với ông bass. Thì mình chỉ đánh vậy thôi. Rất hay mà. Lúc đó là đều gì hoàng bó khí rồi. Mình một nguyên một dàn nhạc mà mình đánh đùng 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 hết, mình bao hết bao sân rồi. Nhưng mình ra sân mình đá banh, mình đá hết các vị trí rồi. Mấy chỗ mấy người ta đá chỗ nào. Đó, lúc đó mình đi mắc co, mình nhấn nhá tiếng cách thôi. Mình né cái tiếng bass để cho bass người ta đánh. Rất hay các bạn. Chứ mà đánh ầm ầm lên thì đó là lúc mình chơi một cây đàn mà đó mới có cách hai ha. Đó. Rồi đó là nãy mình chơi tay ha, giờ mình đánh đánh phím. Đánh phím là kiểu như mình thì nãy là kỹ thuật đánh tay và đánh phím các bạn. Thì qua sao bạn? Ví dụ nó sao bạn cách một cách hai gì mình đánh phím nó dễ hơn nữa. Tại sao? Là sao cái cách đánh phím này nó trốn được mà, ví dụ như 5 5 1 1 này kia chỉ bùm bùm được rồi, mình không cần nhớ. Nhiều khi mình đang đi chơi ăn nhậu này kia vô đang chơi lu bu mà mình nhớ 5 1 này kia, nhớ cho rõ thì hơi bị mệt bạn. Cái cách này nó đơn giản hơn, rất là dễ làm. Ví dụ như boss đánh cái một nè. Ý mình nói là bây giờ hồi nãy mình đánh bằng phím và đánh bằng tay mà, chưa nãy đánh bằng tay và đánh bằng phím, thì đánh phím cũng vậy thôi. Cái kỹ thuật phím ví dụ hai nó cũng mình nghe khẩu quyết bùm chắc bùm bùm chắc nghĩ chắc bùm bùm chắc bùm bùm chắc nghĩ chắc bùm chắc bùm chắc nghĩ chắc bùm chắc bùm bùm chắc nghĩ chắc bùm chắc bùm bùm chắc nghĩ chắc bùm chắc bùm bùm chắc nghĩ chắc bùm. Rồi lên phím khi có một người đánh bass trong băng nhạc, mình đánh vậy thì nó bị lấn tiếng bass người ta, mình nghe tiếng bùm bùm để mình đánh ấy thôi. Lúc có ví dụ lên trong nhà thì mình cái đấu điểm bossa nova mấy cái thế này mình định mấy ngoài này cũng hay, mình điểm trong này mới hay ha. À, vậy đúng rồi, mình đánh vậy. Chắc nghĩ nghĩ chắc bùm chắc nghĩ nghĩ chắc nghĩ chắc bùm chắc nghĩ nghĩ chắc nghĩ chắc bùm chắc nghĩ nghĩ chắc nghĩ chắc bùng chắc nghĩ nghĩ chắc nghĩ chắc bùng.
bánh đâu lấy đâu đánh. Chắc nghi đó nhá nhá, chắc nghi nghi chắc nghi chắc chắc nghi nghi chắc nghi chắc chắc nghi nghi chắc nghi chắc chắc nghi nghi chắc nghi chắc. Đánh phím còn dễ hơn đánh tay nữa ha, đó lúc đánh phím thì cách một mình cũng không cần nhớ một năm nữa, mình chỉ nghĩ bùm bùm được rồi, chắc bùm bùm chắc nghĩ chắc bùm rồi bạn ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn đó là cách một, cách hai em bài tập. Cái nếu mà các bạn mình xác định chơi một cây đơn thì mình tập cách một là đủ rồi, một cách một bossa nova là ok, chơi cả trăm cả ngàn bài bossa nova khỏi cần mà mình tập mấy cách kia cho nó mệt. Mình xác định mà mình chơi để mà mình vô văn nhóm, mình chơi vô văn nhạc chơi thì phải tập đánh cách hai. Chứ ô một cái đời mà để đánh cách hai thì nó hơi bị trống các bạn, đánh vẫn được á nhưng mà nó trống, nghe nó trống lắm. Người ca ta không thích, thiếu quá. À, cách một là đầy đủ rồi, vô hai, giờ mình đánh cái một rồi nghe nha, đánh bằng tay nè, hai ba. Bossa nova mà cái điệu bossa nova này mà mình chơi được tiếng bass rất là hay. Thì thí dụ mình chơi một cây thì nó thì mình cứ dàn bass vậy. Còn khi chơi hai cây mà cái người bạn mà nó đánh vậy, mà nếu mình đánh vậy tù ngâm mình chơi đánh bass và thí dụ người bạn mình đánh vậy, mình đánh một vòng tròn khoảng 4 nha, la, re, son, do, fa, si, thứ bảy chừng năm, mi, thì là hàng đây là vòng 1 4 7 3 6 5 hay là vòng tròn 4 được. Thì ví dụ cái thằng bạn người bạn mình đang chơi hai người chơi hai cây đờn mà mình đánh trùng y như người ta vậy, chơi cây với chơi hai cây chỉ ha, mình phải chơi dập bass cho được hoặc là mình chạy clip được trên cái nền nhạc có được. Ví dụ như bạn mình đánh vậy 2 3. Cái bậc năm bị dán nên các bạn mình phải đánh cái hay dùng si bảy năm là cái bậc năm nó là si đô rê mi pha, thì bậc năm của nó thì nó là phải đó pha thăng, nhưng nó trừ năm vô, nó trừ vô đây thì cái thế bấm này mình thấy không, thì nó đâu có pha thăng mà pha dán. Thì cái nếu mà không có, nếu mà cái nó pha này không dán vô thành pha thường thì nó sẽ là si thứ bảy chứ không phải là trừ năm, nó dán nó trừ vô đây mới là nó trừ cái bậc năm vô đó. Thì lúc đó bát mình đi một năm thì một năm năm nó là cái nốt năm dáng, tức là pha thăng dáng là pha thường á. Và xuống đây là mi bảy, mi bảy nè bạn, mi trưởng thì cái nốt mi là bậc na bậc một nè, bậc nó si bậc năm, tức là cách để bỏ bass để chạy bass trong điệu bossa nova là một và năm nha bạn. Là sao? Một, ví dụ mình đang chơi la thứ mình tính bật thì một là la rồi, thì năm thì la si đô rê mi là mi ở đây. Nhưng cái mẹo mà nếu mà trên hôm chặn thì mẹo tính kiếm bật năm khỏi cần tính vậy rất là dễ bạn. Ví dụ la thứ đây chơi cách điều khác vậy bạn, mình nhớ tính bật năm rất là dễ. Cái bật một là cái nốt la nè, bật năm là cái nốt kế tiếp, cái dây đờn kế tiếp dưới thục vô hai ô ở xe này. Ví dụ bạn một này la thứ nằm đóng này bạn, một là nè, thì cái bậc năm sẽ là cái dây kế dưới thục vô hai ô nó mi đây. Ví dụ xuống rê thứ, bậc một là nó rê, vậy bậc năm đâu rê là cái dây kế dưới là dây năm mình là cái bậc một này nó rê nè, thì vậy bậc năm của nó đâu,
Mình Năm nói là cái nó la mà tìm đâu. Vì không biết cần nó la đâu, mình nhớ nè. Cái dây kế xuống nè, thuộc cho heo, la nằm đây. Nha, à, đi trên la thứ. Thì bậc năm là nó bậc một là la nè. Bậc năm là mi. Thì là cái dây kế tiếp dây thuộc cho heo. Xuống rê thứ. Thì bậc một là nó rê hỏi nói rồi. Thì bậc năm là cái dây kế tiếp với thuộc cho heo. Rồi qua son trưởng. Hai son thứ như vậy, bậc một là nó la. Bậc năm này không phân biệt những thứ, nó là một quãng đúng. Rồi thì cái năm đâu thì mình xuống cái dây kế tiếp hụt heo. Cái mẹo tìm bậc năm này các bạn, trên hộp âm chặn, trong cái hộp âm buông thì không được tìm được. Rồi đô trưởng. Đô là bậc một, dây bậc năm đâu, cái dây kế tiếp hụt heo. Rồi xuống pha trưởng. Một là pha nè. Rồi cái bậc năm là nó đô nằm đâu, thì xuống cái dây kế tiếp hụt heo, đô đây. Rồi si thứ 7 trừ 5. Thì đúng cái lúc đó mình tính si thứ đi. Thứ 7 này nè đây. Thì một là nó xì, bậc năm là sẽ là nó pha thăng. Nhưng mà nó đã si thứ 7 trừ 5 thì mình trừ vô. À đó, thì lúc đó nó pha thường. Thì lúc đó bậc một là nó xì, bậc năm là nó pha thường. Nhớ nha bạn, đó, một cách tính qua điệu khác mình chơi mình vẫn phải tính vậy nha, đó. Đó. Rồi về si về mi 7. Còn mi trưởng thì bậc một là nó mi, vô đi học âm nghe đầu cần không tính gì được. Bậc mi. Rồi bậc năm của mi là gì? Mi pha son la si, thì đó là si. À, đó rồi về la khỏi nói rồi, la là một năm thuộc về heo. Rồi bây giờ thí dụ ta đi cho ta đi một vòng mò vòng vòng 1 4 7 6 5 nè. Trốn tiếng bá đó bạn. Cái điệu nhạc này để mình chơi nghe nè, mình đánh cách 1 cách 2 luôn nha bạn. Mình đứng rồi mình đánh tay trước nha, xong mình chơi phím chắc nghi chắc bùng chắc bùng bùng chắc nghi chắc. Chắc
từng nhớ màu cam gì trơn á, cái thiệu gì đâu mà cái bài hát mà slow rock người ta cũng hay phối với bossa nova, mà ví dụ như bài mà mùa thu cho em ha, đó là một bài slow rock người ta phối với bossa nova rất là hay, hay là bài biển cạn của tác giả Kim Tuấn mà cũng người ta cũng phối bossa nova, cái gốc của nó slow rock phối với bossa nova rất là hay nha bạn. Các bạn cố gắng tập, các bạn mình chỉ cần đánh cái cách một được là chơi ok, là chơi được tất cả những bài bossa nova nha bạn. Còn cái cách hai này biến tấu ra là khi ví dụ cách hai này nó trốn bát để khi mà chơi trong dàn nhạc để người ta đánh ta nhấn nhá tiết tấu thôi, chứ nếu mình điểm bát đùng đùng thì nó trùng với cái người khác thì ta lấy đâu ta chơi ha. Thì đó mà để mình hòa âm với nhau thì mình chơi cái ví dụ điểm mắc co mà phải né tiếng bát để chơi bát người ta đánh đó mà ha. À, chứ các bạn điểm như vậy là đủ chơi rồi. Chứ đánh một cây mình đánh như vậy cũng được, nhưng mà hơi bị trống nha, mà đánh có lúc đánh cho nghe lạ lạ, giống như mình nếu mình chơi một cái đoạn điểm tai hát mình hạn chế đánh cái cách đánh thứ hai. Chị mình tập đàn mau thành công ha, xin phép nghỉ đây.